Người xưa có câu tình yêu như bát bún riêu, không ăn chở hết để chiều nó thiêu. Ta đường đường là đệ nhất dâm tặc đường Bá Hổ, lý nào lại không cưa nổi một con bánh bèo. Lần này mà không ăn được Thu Hương, ta đi làm 3D luôn. Là con gái phải xinh. À dạ, cô biến rồi chị Thu Hương ơi, cô biến. Hết hồn mà. Sao vô phòng không gỡ cửa, lỡ ta đang tắm thì sao? Cô biến chị Thu Hương ơi, cô biến ngoài ngoài kia có 101 tên dâm tặc quyết lục tung thùng rác tìm xác chị Thu Hương đó. Ta biết là ta đẹp mà, cứ cho tụi nó vô đi. Trời không được đâu, tụi nó đông dữ lắm. Tụi nó nói gặp chị sẽ giết rồi hiếp. Thôi hiếp rồi hãy giết còn sướng hơn. Không ngờ chị Thu Hương lầy còn hơn cả đầm lầy nữa. Nếu chị đã bất cần thân thể thì đừng trách ta bất nhân tính nghe, hiểu được không? Đợi chút, ta có chuyện này muốn hỏi. Má, hỏi thôi có cần đổ máu gì không? Nhiều đó mà nhầm nhò cái gì. Một ngày bị đâm mấy lần ta còn chưa nói nữa nè. À, được, chị Thu Hương cho em hỏi. À, chị đảm cái giống đách gì mà một ngày chị bị đâm mấy lần vậy hả? Thì ta làm thơ mai, một ngày kim đâm ta mấy lần là chuyện bình thường. Chứ nhà ngươi nghĩ ta bị cái gì đâm? Anh tỷ thông cảm, tại ta đi hay thông cống dạo, nghe đâm đâm làm ta nhớ nghề quá. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây hả? Ngươi nói coi. Nhìn có vẻ nghiêm trọng gì hả? Chị không nghe một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ hả? Cười là phải cười cho đúng chỗ, không khéo là lấy rổ lượm răng nghe em trai. Ngươi không biết là ta đang chỏng mông cong xương sống để nghiên cứu ra hammer thần công hả? Bây giờ ta mà chửi ngươi lại sợ ngươi không hiểu tiếng người, còn đánh ngươi mắc công bị người ta nói ngược đãi động vật nữa. Kẹo sâm hammer thôi mà tưởng gì ghê gớm chứ, kẹo sâm hammer tao uống mỗi ngày. Kẹo sâm hammer tăng cường sinh lực, kéo dài thời gian tò te tú tí. Ngươi đúng là cùi mía, ý ta là hammer thần công. Cùi mía gì ở đây? Nhà thằng đó có bán mía hả? Ta lao gì mày? Hammer thần công là để phối hợp với hấp diêm đại pháp đó của cùi mía. Ta không tin kẹo sâm hammer lại không bằng một thằng bán nước mía. Bây giờ ta đi uống kẹo sâm hammer tăng cường sinh lực bồi bổ cơ thể. Thu Hương cứ chờ đó đi. Ây da, cái lỗ mũi mới sửa. Xấu rồi bà đặt tạo nét cô chừng tét não đó nha cưng. Bởi vậy không ai sánh bằng bí kíp hammer của ta hết. Ta nói gió đưa bùa chuối sau hè vẫn chơi chút xíu ai dè có thai. Không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử phải dài và có gân. Câu này mới là câu ta ưng ý nhất. Yêu nhau thì phải được sờ, không thì lại bảo giả vờ yêu nhau. Hè, nếu Thu Hương đã có ngẫu hứng thì tiểu sinh cũng xin dứt nhẹ mấy câu. Ngoài đời anh bán ve chai khi lên Facebook xì tai vải liều. Trên trời có dạng gì sao, dưới đất chỉ có mình tao anh hùng đó mà. Hồi nay vái cái nồi trời, không lẽ mình bị hoa mắt? Làm cách nào mà ngươi hấp dẫn quá vậy? À, đó là nhờ tao uống kẹo sâm hammer ông ngậm bà khen bản lĩnh đàn ông đó. Kẹo sâm hammer múa đâu? Cứ việc lên Facebook kẹo sâm hammer ông ngậm bà khen sẽ có. Có đúng là tự nhiên và an toàn hay không? Ừ. Vậy thì người mau lên Facebook đặt liền cho ta một xe tải nhanh lên coi. Nè, cứ bình tĩnh. Thuốc này dành cho đàn ông. À, mà tao quá đàn ông cho nên Thu Hương khỏi cần lờ đi ha. Bỏ ra cái đồ biến thái. Tao mua cho chồng ta xài. Chồng ta khoai to nhưng yếu dữ lắm. Người khai thiệt đi. Thật ra ngươi có ý đồ gì? Nếu như chị Thu Hương đã muốn biết thì ta cũng sẽ đết giấu làm gì. Thật ra ta chính là thằng điên chợ kim biên chứ gì. Nghe xong đừng có hết hồn. Thật ra ta là bạn trai của chồng cô. Ơ, thật là phi diệu. Chính xác là vậy. Tính chơi trò ly gián hai vợ chồng hả mày? Chị quýnh cho mày bung trứng khỏi nghỉ đẻ luôn. Một cảm giác thật vô bố.